Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện nhé. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu động cơ 12V 100W có giảm tốc, có nhông đầu động cơ. Cái dòng này thì các bạn dùng để làm motor quay vịt rất là tốt, bởi vì nó rất là khỏe, bánh răng bằng sắt. Đấy. Tốc độ thì mình sẽ test cho các bạn xem. Nó rất là khỏe các bạn nhé. Tốc độ của nó thì mình sẽ cắm cho các bạn xem nhé. Đấy. Thì đối với cái dòng động cơ tốc độ nó quay chậm này, các bạn có thể sử dụng để làm động cơ quay vịt cũng được. Con này rất là khỏe, các bạn có thể kéo 10 con cũng được nhé. Điện là điện 12V, sử dụng là điện 12V các bạn nhé. Để tính tốc độ vừa phải với lại quay vịt thì các bạn có thể hai phương án: một là mua cái điều khiển, hai là các bạn thay đổi tốc độ bằng cái bộ truyền nhông xích. Ví dụ như cái xích, cái nhông phía sau các bạn dùng nhông to thì nó sẽ chậm lại, và nhông bé thì nó sẽ nhanh lên. Thì cái dòng này nó là 100W các bạn nhé. Con này thì nó rất là đắt, giá của nó là 780.000 đồng thì, nhưng mà nó ăn nhẹ điện thôi, bởi vì nó cho ra tốc độ chậm cho nên nó ăn điện nhẹ, và công suất nó chỉ có 100W thôi, ăn điện khá là nhẹ. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai mẫu, và một cái mẫu tiếp theo là cái mẫu 80W. Mẫu 80W thì nó cũng tương đối, nhìn nó cũng khá là to đấy. Đây, con này thì rẻ hơn con 80W này, có 550 thôi. Con này cho các bạn làm quay vịt cũng khá là ổn định. Đấy. Tốc độ của con 80W này cũng rất là chậm, nó tương đương khoảng 5-60 vòng trên phút. Thì các bạn ví dụ như ra bộ truyền ngoài thì các bạn muốn chậm đi ấy, thì các bạn chỉ cần mua cái nhông xe máy đằng sau nó to lên một chút. Ví dụ như nhông xe máy là 37 răng thì nó sẽ chậm đi. Thì đấy là tùy các bạn thôi, chứ mình mua điều khiển này thì nó cũng cơ động đấy, nhưng mà nó sẽ tốn thêm một khoản nữa. Nếu như các bạn mua cái điều khiển dành cho cái dòng động cơ này thì để điều chỉnh được nó thì nó khoảng điều khiển của nó khoảng 180.000, có nút chiết áp điều chỉnh các bạn nhé. Đấy, xin giới thiệu cho các bạn hai cái mẫu động cơ này. Chạy rất là êm. Con này là 850 này, 780.000 này. Con này là 550.000 đồng này. Nhông này là nhông vừa với xích xe máy nhé. Hai cái dòng này quay vịt gà này rất là chuẩn. Mọi chi tiết liên hệ thì xin vui lòng gọi 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Link đặt hàng mình sẽ để phía dưới trong cái video này.